Hello hello, chào mừng đại gia đình mua nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12 cũng như là trên hệ thống Facebook Nhà đất Bá Hưng nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố giá rẻ với diện tích ngang 4m2, độ dài là 17m. Nhà mình nằm ngay trên trục đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và nằm sát bên với ngã tư đường Thống Nhất và đường Quang Trung nha. Sát bên với bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Căn nhà mình với hướng chính là hướng chính đông, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Diện tích của nó là ngang 4m2, dài 17m. Thiết kế theo phong cách hiện đại và kết cấu của nó là một trệt một lửng ba lầu. Nhà mình có tới 6 phòng ngủ và có tới 7 cái toilet cơ nha. Rất rộng rãi nha mọi người. Và đây là con đường ngay trước nhà mình nha. Con đường có độ rộng lên tới 5m, hẻm một xẹt một trục thuộc trục đường Thống Nhất, cách trục đường Thống Nhất khoảng tầm 50m thôi. Có thể di chuyển các loại xe hơi 4, 5, 7 chỗ hoặc là xe bán tải vào bên trong căn nhà thoải mái nha. Hẻm cụt nha mọi người. Và chúng ta cùng Bá Hưng di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà này nha. Trước tiên căn nhà này sẽ có một lớp cửa cổng cực kỳ chắc chắn phía bên ngoài và sẽ có một khoảng sân đậu xe gắn máy dài khoảng tầm 2,5m nha. Ngang 4,2m, dài 17m, thiết kế rất nhiều phòng ngủ và nhà mình có thể ở được tối đa khoảng tầm 10 người trong nhà nha. Đây là khu vực gara ô tô của nhà mình. Khu vực này dài khoảng tầm 9m nha. Chúng ta sẽ được ốp gạch bóng kính 80 và màu sắc thì cũng được làm cực kỳ đẹp và lung linh. Tặng lại sofa, cái tivi, bên trong sẽ có bàn ăn và trên sẽ có giường tủ, máy lạnh Capper, cũng như là chúng ta có đầy đủ nội thất nha. Căn nhà xây mới hoàn toàn năm 2020, đầu tháng 8 năm 2020 và giá chào bán của nó là hơn 6 tỷ đồng một chút xíu thôi nha. Trên chúng ta sẽ có trần thạch cao đèn chùm và hai bên tường chúng ta sẽ được ốp gạch lên cao khoảng tầm 1m, cũng như là làm giấy dán tường và chỉ chạy chỉ cực đẹp, tranh treo tường luôn. Di chuyển vào trong đây chúng ta sẽ có khu vực cầu thang. Cầu thang nhà mình sẽ được làm như thường lệ, vẫn là làm theo hình chữ V và tay vịn cũng như là trụ gỗ bằng loại gỗ căm xe nguyên khối và đá thì là đá hoa cương, có làm gỗ ở phía ngoài. Và không gian phòng bếp thì chúng ta sẽ được làm vừa vặn, cũng được chủ nhà tặng lại một bộ bàn ăn kèm với bộ tủ bếp là tủ cam xe nha. Diện tích rất lớn và đặc biệt căn nhà này nó nằm ngay trung tâm quận Gò Vấp. Di chuyển về sân bay thì mất khoảng 5 phút đồng hồ thôi, cũng như là chúng ta di chuyển về các quận trung tâm thì rất tiện, sát với các quận lân cận. Di chuyển về quận 1 thì mất khoảng tầm 15 đến 20 phút nha. Toilet ở phía cuối tầng trệt này làm rất rộng nha mọi người. Có lavabo, rửa tay, bồn cầu nguyên khối và vòi tắm massage cũng như là gạch thì ốp cao hết tường. Dính trời thì chủ nhà cũng làm rộng rãi khoảng tầm 3-4 mét vuông, làm rất là thoáng nha. Căn nhà này đã hoàn công sổ hồng rồi. Và khi anh chị nào liên hệ tới bên nhà Bá Hưng, chúng ta sẽ được sở hữu với giá tốt nhất trên thị trường, là giá hơn các kênh khác từ 100 đến 150 triệu đồng nếu quý vị nào alo ngay về tới bên Hưng nha. Đây, phòng khách rất rộng rãi, nhà xây mới hoàn toàn, giá tiền mềm, phải chăng. Chúng ta di chuyển lên tầng lửng thì được bố trí làm phòng ngủ luôn, nếu gia đình nào muốn làm phòng khách cũng được. Cửa của căm xe nha, sàn gạch bóng kính gạch 80. Đây, phòng rộng rãi và có giường 1,6m rồi nha. Máy lạnh Toshiba Inverter luôn. Cửa ra giếng trời và toilet riêng. Căn nhà mình có tới 6 phòng ngủ và có tới 7 cái toilet trong nhà. Rất nhiều phòng ngủ, thoải mái cho nhà mình ở được đông người và vui chơi. Toilet rộng rãi nha. Đây, toilet rất rộng.
Giá bán của nhà đất Bắc Hưng đang rao bán căn nhà này là 6 tỷ 700 triệu đồng. Chúng ta vẫn còn thương lượng với bên chủ nhà. Và khi anh chị nào liên hệ tới bên Hưng để được đi xem căn này thì chúng ta sẽ có giá tốt nhất trên thị trường, rẻ rẻ hơn các kênh khác từ 100 đến 150 triệu đồng. Vì bên Hưng với đội ngũ đông, tư vấn nhiệt tình cũng như là làm giá tốt thì anh chị chỉ liên hệ tới bên Hưng để được đi tham quan nha. Chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực lầu 1, phòng ngủ 1 và 2. Cửa cam xe hết nha. Đây, chúng ta sẽ có phòng ngủ phía trước cực kỳ khủng khiếp, rộng và có thể ở được một đại gia đình trong đây. Đại gia đình mới cưới ở trong này nha. Đèn chùm, máy lạnh đưa về đầu cửa sổ, hướng ra phía ngoài ban công, cũng như là bàn trang điểm, giường nệm đầy đủ. Giường ở đây sẽ là giường 2m nha mọi người. Và quý vị khách hàng xem căn này theo Hưng thì đang còn bớt nữa, vì chủ nhà cũng rất vui tính và dễ thương, nên là đang còn bớt mạnh nha. Nên anh chị chỉ alo ngay về tới Hưng để đi xem đi. Nó nằm cổng trước của, sát với cổng trước của Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức. Đây là bệnh viện với đội ngũ y bác sĩ cực kỳ giỏi và chữa các bệnh rất tuyệt vời. Phải nói là đây là bệnh viện uy tín hàng đầu của quận Gò Vấp. Nhưng mà giá chữa bệnh thì nó hơi cao nha mọi người. Các bác sĩ thì y tá ở đó thì làm việc rất là tận tâm, nên là giá hơi cao, bệnh viện tư giá hơi cao. Nhưng mà chữa thì rất yên tâm. Đấy, phòng ngủ rộng, nằm sát với bệnh viện, cách bệnh viện khoảng tầm 200m thôi, cũng không sát lắm, nhưng mà đi chữa bệnh thì gần. Giá bán là 6 tỷ 7 thôi, vẫn còn bớt nữa. Và nếu anh chị nào thiện chí thì chúng ta còn bớt được nhiều, mà không thiện chí thì chủ nhà sẽ giữ giá không bớt nha. Chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực lầu 2, khu vực phòng ngủ số 4 và số 5. Ngoài này chúng ta có tranh treo tường này, diện tích của nó rất lớn cho nên phòng ngủ cũng rộng nha. Chúng ta được bỏ hết giường nệm, tặng nội thất nó khoảng tầm 3 đến 400 triệu đồng. Nhà xây mới rất chắc chắn, và hàng xóm ở đây cũng rất vui vẻ nha. Khu này ở lâu đời rồi nên là ta yên tâm ở, không lo bị phiền hà hoặc là đụng chạm ai cả. Toàn dân nam ở thôi. Đây, toilet thì y như bên dưới nha. Hướng nhà là hướng chính đông, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là đông thứ tranh. Phòng ngủ số 5 thì sẽ được bỏ trống, vì chưa biết nhiều gia đình sẽ không ở hết nên là chủ nhà cũng đang bỏ trống nha. Chúng ta cùng Bá Hưng di chuyển lên khu vực tầng số 3. Trên này sẽ là khu vực sân thượng trước và một phòng ngủ ở phía sau, phòng phía 6. Cũng có thể làm phòng thờ được. Ta thích làm phòng phía trước cũng được, phòng phía sau cũng được. Đây, tùy theo mục đích sử dụng của quý hàng nha. Khu vực sân thượng trước này rất rộng nha. Trên có lợp mái tôn rồi. Phía sau sẽ là khu vực một phòng ngủ nữa. Đây, cửa sổ dưới trời và một toilet. Nói chung là nhà mình rất nhiều phòng ngủ và rất nhiều toilet nha. Dưới trời làm hở rất là thoáng, nằm ở khu vực an ninh và yên tĩnh, gần bệnh viện, trường học, cũng như gần trung tâm, sát với ngã năm chuồng chó, cách ngã năm chuồng chó khoảng tầm 700-800m gì đấy. Và video của Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Quý anh chị, quý cô chú cũng như là quý cô bác, nếu mà quan tâm đến căn này thì hãy alo ngay về tới bên Hưng nha. Và đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ video lên trang cá nhân Facebook của bạn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau. Xin chào.